Sáng 12 tháng 10, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải 1965, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, vào tối 10 tháng 10, đại trưởng phu ông là Nguyễn Phong Hiệp 1999, xin phép gia đình đi ăn liên quan cùng nhóm bạn và xem đá đóng ở khu vực cầu Chân Dương, Hà Nội. Sau khi ăn tối xong, để ăn mừng thành công của đội tuyển Việt Nam, Hiệp cùng bạn gái và một người bạn ở gần nhà cùng xuống đường tầm thường vui với nhiều người. Tuy nhiên, khi đến đoạn khu vực trượt ba Trần Quang Khải Hàm Tử Quang quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, Hiệp bất thần bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường rồi bất thần xả thân tấn công tới tấp. Thậm chí, khi Hiệp đã nằm bất động bên dĩa hè, một thanh niên còn lao tới đạp liên tiếp vào đầu. Sau khi bỏ đi, nhóm trên còn buông lại những lời lẽ đe dọa, thách thức. Ngay sau đó, nạn nhân được bạn gái gọi xe cấp cứu giúp đưa đi diện trong tình trạng nguy kịch. Hiện con tôi bị gãy xương cổ, gãy răng và tổn yêu quý nhiều bộ phận khác trên cơ thể như đầu, mặt. Đến sáng sủ nay, thằng nhỏ nhắn vẫn đang trong tình trạng hôn mê và mấy ngày qua được các bác sĩ cho ăn uống qua đường uống xong. Ông Hải nói. Ông Hải cho biết thêm, thời điểm con ông bị tấn công, một số người dân bên đường đã quay video lại được và đăng tải trên mạng buôn bản hội Facebook. hiện ông và gia đình rất mong muốn các cơ quan tính năng sớm điều tra, làm rõ những đối tượng đã tấn công đại trưởng phu ông. Ngay sau khi con nhập viện, gia đình ông Hải cùng bạn gái Hiệp đã làm đơn trình báo vụ việc trên tới công an quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Kể lại thời điểm bạn trai bị tấn công, chị Phạm Như Quận nói, vào khoảng hốt hơn 23 giờ ngày 10 tháng 10, sau khi cả nhóm ăn lẩu thì ra đường mừng thành công của đội tuyển Việt Nam. Lúc này, quận ngồi sau xe máy do Hiệp chỉ huy đi cùng với một số người khác. Trên đường đi cả nhóm đi lờ lửng và không xảy ra xích mít hay mâu thuẫn gì với ai. Tuy nhiên, khi đến khu vực trượt ba trần quan khải hàm tử quan bất thần có một nhóm thanh niên phi lên phía trước xe nhóm Hiệp rồi ép cả nhóm vào lề đường. Sau đó, chúng xuống tấn công liên tiếp những người trong nhóm bị tấn công một số người hoảng hốt hoảng hốt bỏ chạy còn bạn trai quận ở giữa nên không chạy kịp và bị chúng tấn công hội đồng đến bất tỉnh. Lúc hiệp bị tấn công, em vào đẩy mấy thanh niên kia ra nhưng không được. Lúc đấy, em cũng bị chúng tấn công mấy cái vào người. Quận thể. Trao đổi với phóng viên, về sự việc trên, một cán bộ điều tra tổng hợp công an quận Hoàng Kiếm cho biết vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự kế tiếp điều tra, làm rõ.